Rồi, em chào mọi người ha. Anh em biết cái này ở đâu không? Hôm nay em đang ở mặt trên sông Mây nha mọi người. Đợt này em lên sông Mây nước nó rút lắm. Nước trong bờ rút ra luôn. Em đang ngồi trong bờ, cách bờ ra khoảng cỡ 20 m nha mọi người. Nhưng mà nước nó vẫn còn cạn lắm. Thì ra ngồi đây câu thì nó bị xoay vòng tròn á. Nó không xoay vòng tròn mà nó cứ xoay qua xoay lại này. Nên là nó cũng hơi mệt Không biết cái trúng lỗ hay không nữa. Đây anh em ơi, sông Mây mùa nước cạn này. Nước này rút ghê lắm. Rồi bây giờ em chọn mồi em đánh luôn nha mọi người. Lâu quá rồi, chắc cũng phải cả năm hơn rồi em chưa có đi lên này sông Mây á. Em lên chúng ngày cái nước nó rút quá luôn anh em ơi. Rồi em chọn mồi em đánh luôn nha mọi người. Em vẫn đánh hai chai hương ha, 150.000 hai chai. Ở trên cái bao bì cám hay là bao bì tinh mùi á, em hướng dẫn cho anh em tỷ lệ mỗi xã mỗi câu hết luôn nha. Có luôn cách căn phao. Cho em một biết vô. Hôm nay em lên quýnh phi là cá trôi là chủ đạo nha. Con tiết này em để 2 phút là nó nở ra là đẹp ha. Còn em gấp ăn của em cho vô luôn. Bịch cám của em bây giờ nó có cái díp rồi đó anh em ạ. Nên là anh em sẽ không phải lo về cái bị bể bầu nữa anh em ạ. Giờ mà muốn ấy cái này là anh em phải lấy kéo anh em cắt mới được. Chỗ này lên. Cho bột tôm vô. Ok, này anh em đánh được khoảng hơn 3 kg cắm sa luôn. Đầy đủ combo cho anh em chơi. Rồi, trộn này lên. Mình đánh đáy nên là màu xả mình nó sẽ nặng nước anh em nha, chứ không phải quýnh mặt. Ok. Ok, cho nước vô anh em ạ. Giờ chọn mồi vuốt bông cỏ quýnh. Cho em ít hương. Quýnh bán thiên nhiên ở trên sông Mây này, em cứ quýnh hương liệu vô cho em. Thoải mái, không có sợ. Nương liệu vô, gói đông lạnh luôn. Trộn câu tới trưa là về là đẹp. Ok, tôm vô. Ok ha, trộn đều này lên. Mình cho nó bét ra hết rồi mình mới cho bông cỏ vô sau anh em nha. Đánh tan nè. Nước vô. Rồi, cho bông cỏ vô mọi người. Đây. Khi mà cho bông cỏ vô anh em trộn một vuốt á, thì cục mồi anh em nó sẽ đầy đặn khi xuống đáy hơn. Anh em Gắt một lớp mỏng lên vậy nè. Mỏng nè. Ok, vậy là đủ nè. Trộn điểm này lên trước rồi cho tập rong vô nha. Rồi, bắt đầu cho tập rong vô nè. Trộn đều lên. Gần được rồi đó. Khi mà cho cái bông cỏ vô cái cục mù vuốt mình để trộn với dẻ mà nó đầy đặn hơn. Rồi, vậy là xong anh em ha. Trộn điểm này lên nữa là xong. Cái này anh em quýnh tới chiều luôn á, vuốt quá trời luôn, thấy chưa? Mò quá trời. Rồi, ra căn phao lụm anh em, xong rồi đó. Rồi, em quýnh luôn mọi người ha. Giờ mới xả này, em đang quýnh cây Mega Hunter 8 mắt anh em ha, trục 2.5, tiểu cước 1.5, phao thì em đang sử dụng cây số 4 nha, cái phao phi số 4. Rồi ra luôn anh em à. Nước hôm đi nó rút lắm, em bắt ra chạy ra đây rồi mà nước còn cạn lắm nha. Nước đây chắc tầm cỡ 90 phân, chưa được mét đâu. Này, anh em coi này, anh em thấy không? Nước cạn nhất à. Nước cạn trời lết. Cái phao phi số 4 này của em quýnh nó ăn chì cũng nặng lắm. 2 gram mấy, gần 3 gram. Mình quýnh mấy cái nơi mà sóng gió vậy quýnh tốt anh em ơi. Quýnh luôn. Đây có bông cỏ anh em thấy vuốt đẹp không? Cột dây bảo hộ vô ở đây mà sóng gió mà nó trôi một cái thôi là toàn luôn đó. Gọi là quá cạn á. Con đầu tiên mày Vinh. dạ con mày Vinh đầu tiên. Có cá rồi anh em ơi, có con làm thuốc rồi đó. Tiếp tục vô cái chùi nhỏ. Cái chỗ này cái thành nó cao lắm, không có dùng vợt nó lâu lắm anh em, rất khó dùng vợt. Nên quýnh cần cứng luôn. Dù khó quýnh cần cứng luôn với quýnh cần yếu kia thôi chứ biết bây giờ cho xong. Em quýnh cần cứng luôn. Em cho nó bậy lên hết rồi em gạt, chứ còn mà dùng cái vợt như này cái thành nó cao quá. Cá không nhỏ nhỏ, chưa có to nè. Đấy, rô phi. Nhỏ xíu à. Đợt trước em lên em quýnh rô phi to hơn anh em nè. Rô phi em quýnh to hơn đợt này. Mới còn đầu. Chù này thả xuống là năng. Tầm con mấy con này tầm lần rưỡi không. Nó vậy vậy nó rớt luôn. Cá vô rồi anh em ơi. Chết bảy tao. Em lụm hết. Trâu chút xíu vậy trời. Con này chút nữa là chậu luôn phi bự này em ơi. Chậu lên luôn. Giọt gì tầm này nữa. Trời nó rớt vô rộng luôn rồi anh em ơi. Rô phi cũng được ghê. Có rô phi vô rồi. Chỗ này dừng giờ cực lắm. Cậu luôn. Có phi vô rồi anh em ơi. Trâu nhỏ xíu à. Có rô phi ngon nha. Có này quýnh rô phi được á. Có lý á. Đấy. Trời cái trâu chút xíu. Trâu chút xíu. Hồi trước em lên đây quýnh cái trâu nó to hơn anh em à. Sao bây giờ cái trâu này nhỏ quá vậy ta. Đấy cái trâu rồi xinh hơn này. Con này xinh hơn này. Giật đi. Con này xinh hơn mọi người. Này. Nó nuốt luôn mới ghê chứ. Đấy. Cái trâu nữa. Lâu được con trâu trắng to, còn mấy con trâu đỏ này nhỏ. Dạ. Xinh nè. Dạ. Dạ. Từ từ đâu mấy chú ơi. Ăn cá trâu này nó không giống cá phi, nó dậy ghê lắm. Vô rất ba lạng mấy chú ơi. Con này xinh nhất. À, nó liền trâu trắng xinh nhất. Tiếp tục. Rồi. Cá trâu này gạt dễ đứt thẻo lắm. Thả xuống là ăn. Rồi tình hình là sóng gió quá anh em ơi. Mình cá thì nó ăn đó, nhưng mà mình giục ra không trúng lỗ, nó bị trâu rất là khó câu. Mình chuyển sang đánh hú đấu chì chạy luôn anh em ơi. Đây này. Cục chì của mình là chì chạy xuyên tâm anh em. Chì thì anh em cho cái loại chì mà nó cứng lên, không tin nó bị xé chì ha. Phao thì em đang sử dụng cây phiến số 1, cây tổng hợp số 1 ha. Thì cá năng nó rút cục chì này, nó sẽ kéo cái phao chìm này. Nhưng mà mình cứ chìm, mình cứ kéo phao lên, mình câu lần 4-5 nắc anh em ơi. Chuyển sang cây cần quýnh 6h thôi. Em quýnh chục 2.5 B 1 chấm này anh em ơi. đấy. Chuyển sang đánh đấu chì chạy cái phương pháp này để quýnh cho trời sóng gió này mình sẽ quýnh hiệu quả hơn. Tại vì em đã quýnh cây pha phi số 5 rồi, cây này 300 mấy thì số 4 rồi mà cũng không xi nhê anh em ơi. Đấy. Thì em chuyển sang đánh đấu đấu này khả năng cao là mình sẽ quýnh được cái lớn nhiều anh em ơi. Tháo thằng này đi. Kêu nó quăng bên đi anh em ơi. Để cho anh nằm đó đi. Rồi, mình chơi cái cần này. Thì cái này thì mình ở video trước hồi bà Trai em cũng đã làm rồi. Cái này anh em cứ dục hết tay ra cho em là được nha. Dục hết tay ra. Dục hết tay luôn. Cột che bảo hộ vô chứ nó trôi càng là toan luôn đó. Con này con vậy thấy cái chùi này chỉ có cách này thôi, còn quýnh còn mà moi ra được cá rồi nè, chứ còn quýnh cái này thì bị không ra cá đâu. Sóng gió cửa này dục ra dễ gì nổi, chứ chị chạy thì cục chị nó to tổ bố đó thôi. Em có gió này quýnh sóc sóc luôn đấy, cá chùi luôn nè. Đấy tầm cỡ 4 lạng. Do lắm, dục không ra nổi mà khiếp. Con này xinh nè anh em ơi, giật xinh chưa. Gió quá em gạt cũng không nổi luôn rồi. Đó. Con này chắc được 3 lạng nha, 3 lạng. Gió quá anh em ơi, khiếp. Chỉ có cái phương pháp này mới ra cá thôi, chứ còn bây giờ quýnh đà là thua anh em nha. Cái phao 5g nó vẫn trôi, nhưng mà khi quýnh cái phao nhỏ đi với lại cục chì bự vậy nè, 6-7g này là nó xuống đáy được, nên mà nó neo lại, cá nó ăn được. Giúp hết tay ra. Con này cũng xinh đấy anh em này. Ba lạng, con đó là hàng hiếm á mọi người, hàng VIP ở sông Mây nè. Chụp hết tay ra anh em nha. Đây nữa đâu, đừng nói chiếc quấn ngổ nha, cái trời. Em quýnh cái dây thẻo tới 2 chấm mọi người mà nó rút như đúng rồi. Tại vì mình quýnh phương pháp này là dây thẻo, dây trục mình nó nằm dưới đáy con cá nó không có nhát nha. Yeah. Cá nó không có nhát. này xinh nè. Cẩu mày lên luôn. Theo cước 200 mọi người. Tiếp tục. Nó chịu ăn lắm, liền như trâu à. Trời sóng gió em chuyển qua quýnh đài em bắt nhiều hơn. Nhưng giờ cũng sống quá. Đây nữa nè. Nhỏ. Chép đâu rồi? Tà mai lạng anh em, mấy con đó tà mai lạng á. Câu 5 con là được 6.000 anh em. Lừ lúc luôn. Đây nữa nè. Em thấy không, cái lỗ em bây giờ em xả, em chịu xả, cá nó vô lắm. Mỗi xả mình có bột tôm á, cái bột tôm này cá phi, cái chủ thích lắm. Ở đây quýnh cây 6H là đẹp, cá nhỏ xíu. Cẩu được rồi. 8H nó hơi nặng. Đây nữa nè. Cá này là quýnh về theo 2 chấm như vậy rồi quýnh khi nào cho đứt anh em. Đây nè. Dây này bị rút mất tiêu rồi. Cũng ghê. Dây này bị. Xuống này nó ăn này nè, con này cũng được nè. Cứng. Cá khỏe ghê mà anh em coi nè. Cá như cá biển. Chỉ đình đạch. Trời ơi, chép đâu rồi trời, chắc tôi chuyển sang đến mùa ve, săn chép quá anh em ơi. Trôi nhỏ xíu xíu à, toàn à. Trời ơi, nếu mà người bỏ xuống là nó quất, bỏ xuống là nó quất, bỏ xuống là nó quất. Trâu này giống như trâu giống mới thả quá vậy ta. Con rồi ông Giao ơi. Ta đi săn cá chép muốn luôn nè mày, em muốn mù ve, em kiếm cá chép, muốn một ve một bung, giờ em muốn ngầm kiếm chép thôi mọi người. Đánh cách này dễ săn chép được lắm, tại vì con chép nó cũng ít ăn một tôm, với lại là cái đồng lạnh nó cũng biết ăn ở đây mà, nó ăn cám hơn nhiều. Cái này có trứng kiến nữa, quấn chép ngon. Cái gì đấy, có cá được nha, được nha, được nha. Con gì đây? Trời ơi, cái trắm. Tưởng đâu con gì. Trời ơi, nó dính sóc, tưởng đâu con cá chép ông nội ơi. À, mắc cây luôn, giật gáy. Về hai viên chép, chép đâu rồi? Rồi em kéo cá lên về luôn em ơi. 2 giờ thì em nghỉ câu rồi mọi người. Em mới ngủ dậy luôn. Câu mệt quá giờ em ngủ dậy luôn, cái kéo bao cá lên xém cái động này rớt luôn nè anh em này. Cái này mà em gài em chặt lại rớt cái động xuống luôn nè. Hên ghê không? Đây, cho anh em coi cá hả? Đấy. Đấy thấy chưa? Cũng khá khá đó nha. Tuy nó không to nhưng mà em giật được cán đều lắm. Trời ơi, nhiều lắm nè, mình đi nơ mà chứ rồi giờ sao em kéo vô bờ nữa mọi người. Ây da, nhiều vậy, cắt cái rộng luôn nè. Rồi rồi, chết mẹ đâu rồi, không lên được đây anh em ơi. 2 giờ em nghỉ á mọi người, chứ nên cái này mà em mà chịu khó gồng, tại vì sóng quá em buồn ngủ quá, em ngủ luôn mọi người. Chứ em mà chịu câu thì cá nó còn nhiều lắm. Thấy chưa? Đó. tha hồ là cá. Em được 2 con cá chép, 2 con cá rô phi, 1 con cá trắm. À, con cá rô phi nè, con này chắc được cỡ 3 lạng. Con chép này chắc được cỡ nửa ký á. Con cá trắm này chắc 3 lạng này. Rồi 2 con rô phi nè, anh em thấy không? Rô phi nữa nè. Con đấy chắc được cỡ 3 lạng, 4 lạng đó, không biết đâu. 3 lạng á, 3 lạng rưỡi á. Còn cái trôi này mọi người, tha hồ là cá nha. Nhưng mà nó không có to nha, nhỏ lắm. Chút con làm gì được. Cái trâu này là cứng nhất này, con này chắc được 2 lạng rưỡi này, con này 2 lạng rưỡi là trùm á mọi người. Cái trâu to nhất rồi đó. Hôm nay em giật không có cá mè nha, chủ đạo là không có cá mè luôn, toàn bộ là cá trâu hết. Đấy, cho nên thấy cá đã không quá trời. Rồi vậy luôn anh em hết. Đây cho anh em coi quang cảnh này, rộng ghê không. Thì hôm nay em đi lên không có giống như mấy đợt trước em đánh cùng có cái lớn, với đợt này em thua mọi người, cá nhỏ lắm nha mọi người nha. Câu vậy luôn anh em ha, em về luôn mọi người ơi. Rồi anh em coi ủng hộ em, một lượt thích ủng hộ em nha. Còn mua gì thì em có để số điện thoại Zalo đó anh em kết bạn em nha. Rồi em chào tất cả mọi người luôn.